Dạ, trân trọng kính chào quý tôi con Chúa. Chúng ta một lần nữa rất là vui trở lại với nhau qua Chúa ngày nay. Chúng ta đang ở trong cái hành trình xuyên suốt kinh thánh của chúng ta. Một lần nữa chúng ta hiệp ý cầu nguyện để chúng ta tiếp tục đọc lời của Chúa trong phục truyền Luật Lệ Ký đoạn số 26. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa trong sự thỉnh kiền, trong sự sẵn sàng, trong sự khiêm nhu. Mình đầu phục trước lời của Ngài. Chúng con không biết làm gì hơn ngoài việc đầu phục lời của Chúa và đầu phục chính quyền năng của Ngài, đầu phục chính Ngài để lời Chúa tiếp tục được ghi tạc và hình thành trong chúng con những phẩm tính của thiên đàng, những gì thuộc về bản chất của Chúa ra từ lời này, bắt đầu hình thành sâu xa trong đời sống của chúng con mỗi người. Con cầu nguyện xin Chúa sức dầu cho môi miệng con, tâm trí con và tất cả những ai theo dõi đầy ơn của Chúa để chúng con cùng hiệp nhau ở trong lời của Chúa và hiệp thông ở trong lời của Chúa và hiệp một ở trong lời của Ngài. Để từ chỗ hiệp nhất đó chúng con được lời Chúa thánh hóa, thanh tẩy, cắt xén, tỉa sửa. Con cảm tạ Chúa vô cùng. Con dâng phó từng đời sống chúng con trong sự thăm viếng diệu kỳ của Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục đọc ở trong phục truyền trình xuyên suốt kinh thánh của chúng ta. Khi anh em đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp, đã sở hữu và ở trong xứ đó rồi, thì anh em lấy một phần mười thổ sản đầu mùa thu hoạch từ miền đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho anh em, bỏ vào giỏ và đem đến địa điểm mà Đức Jehovah sẽ chọn chỗ cho danh ngài ngự. Wow, khi đọc và tới đây không biết quý vị vui không, nhưng mà tôi nghĩ chắc dân sự của Chúa nôn nã tới cái thời điểm này lắm. Nôn nã để bước vào xứ rồi bắt đầu canh tác trồng trọt. Rồi nghĩ đến cái cảm nhận mà thu hoạch đầu mùa, những cái thổ sản thu hoạch đầu mùa đó. Mà mấy trăm năm nay đã mình làm cái gì thì người ta nhận hết. Bao nhiêu trăm năm ở Ai Cập, làm bao nhiêu, nhọc nhằn bao nhiêu, người ta lãnh hết. Còn chuyện của mình thì chỉ người ta cho bố thí làm sao, hưởng dạy, kiếp nô lệ là vậy. Bây giờ mình tưởng tượng ra cái cảnh mà vô rồi tự trồng trọt. Rồi khi thu hoạch được những bông hoa, những hoa quả thổ sản đầu mùa đó, mà bỏ vào trong cái giỏ nữa, vui ha. Và đặc biệt là cái hành động mà tôi thấy bỏ vào một cái giỏ rồi đem đến địa điểm mà Đức Giê-hô-va chọn cho danh ngài ngự. Quý vị thấy cái hình ảnh đó nó đẹp đẽ vô cùng. Rồi mường tượng ra một tí về cái cảnh của chúng ta mỗi một tuần lễ, hay là mỗi một đầu tháng, hay là mỗi cuối tháng, tùy theo mà chúng ta bắt đầu thu hoạch được công việc của mình trong một tuần lễ, và chúng ta gom lại, chúng ta bỏ vào trong cái giỏ, chúng ta mang đến đền thờ để dâng cho Chúa. Vì thấy cái cảnh đó như thế nào? Nếu mình thấy đó là một cái gánh nặng, gánh nặng thì nhờ ơn Chúa ăn năn để mình không xem đó là gánh nặng nữa, mà mình xem đó là một cái phước hạnh mà Chúa ban cho mình. Ở đây dân sự của Chúa được Chúa cho một cái sản nghiệp là một xứ sở vùng đất. Ngày hôm nay Chúa ban cho mình một công việc, một cái chỗ nào đó để làm ích lợi cho mình, rồi mang mang cái đó để nuôi sống mình. Không ai giành giật cái đó khác của mình hết, không ai ăn chặn ăn xén gì trên cái đó của mình cả.
mình làm tự mình, công khó của mình tự hưởng những điều này. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta nhìn nhận, nhìn vào những chỗ đó. Mỗi lần chúng ta bày tỏ một điều gì đó trong tinh thần dâng hiến, mình làm điều đó trong cái lòng biết ơn Chúa, một cái cảm nhận như thế nào? Hay là mình làm riết rồi mình trở nên cái thói quen và đôi khi mình coi đó là một gánh nặng cho đời sống của mình. Hãy hình dung lại cái cảm giác đầu tiên mỗi khi chúng ta dâng một của dâng cho Chúa. Một khi chúng ta dâng một của dâng cho Chúa mà chúng ta dâng ở trong cái tâm tình mà đẹp đẽ như thế này, biết ơn như thế này, chúng ta sẽ thấy rất là phước hạnh. Còn nếu không, chúng ta sẽ thấy mệt mỏi lắm, nặng nề lắm, nhọc nhằn lắm, hay khó chịu lắm. À, đôi khi mình còn trách, dâng chi cho mấy ổng ăn, dâng chi cho phải phải tốn tiền cái này, tốn cái kia, dâng chi cho nó phiền, rồi sử dụng không theo ý của mình. Cho nên đôi khi mình có cái tâm tình như vậy. Nếu có những tâm tình đó trong những cái trường hợp đúng thì không sao. Nhưng mà đôi khi mình có những cái tâm tình đó mà trong cái sự ích kỷ của mình thì xin Chúa thương xót. Xin Chúa thương xót mình. Câu số 3 này, mang cái giỏ đó lên làm gì? Mang cái giỏ đó anh em sẽ gặp thầy tế lễ đương nhiệm và nói: "Hôm nay tôi xin thưa với Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta rằng tôi đã vào miền đất mà Jehovah đã thề với tổ phụ chúng ta và là sẽ ban cho chúng ta." Wow, ở đây tôi đọc thấy chữ đã và chữ sẽ. Ở đây là chữ đã. Đọc ở trên đây thấy chữ đã vào và chữ sẽ ban, cuối câu là sẽ ban. Cho nên ở đây cho thấy rằng hôm nay tôi xin thưa với Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta rằng tôi đã vào miền đất mà Đức Jehovah đã thề với tổ phụ chúng ta là sẽ ban cho chúng ta. Nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương cái đã vào và cái sẽ ban. Cho nên khi dân sự của Chúa vào đó rồi, mà ở đây nhắc lại cái điều mà Chúa đã thề với tổ phụ là sẽ ban cho chúng ta, nghĩa là nhắc lại một cái hình ảnh mà lời hứa của Chúa đối với dân sự của Ngài. Không biết chúng ta có trông đợi, anh chúng ta có thấy cái hình ảnh dân sự của Chúa trông đợi chỗ này không? Trông đợi để vào cái xứ đó, và sau một cái mùa đầu tiên rồi đi đến trước gặp thầy tế lễ với một cái giỏ hoa quả đầu mùa đó, đồ sổ sản đầu mùa đó, gặp thầy tế lễ và nói với Chúa rằng: "Ồ, chúng con đã vào." Quý vị thấy cái giỏ mà hải sản đó nó làm bằng chứng của những gì nó đã xảy ra trong một thời gian rồi, cái kết quả là cái giỏ đầy về hải sản. Khi đọc đến cái giỏ đầy hải sản đó, mình thấy rằng nó không chỉ rằng là một giỏ đầy hải sản đó, nhưng mà nhìn ngược lại vô, nhìn vô cái giỏ đó và nhìn ngược lại những gì để cái giỏ đó nó có được ngày hôm nay, thì cả một cái quá trình mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân sự của Ngài. Vì vậy nếu chúng ta dân sự của Chúa đây mà không biết ơn Chúa thì không biết là chúng ta phải nói làm sao. Nhưng mà điểm chúng ta để ý là để mình có được cái tâm tình biết ơn đó ở trong cuộc sống của mình, thì xin Chúa cho mình mỗi lần chúng ta nhận lãnh một cái gì đó, hay là công khó của mình làm được một cái điều gì đó, quý vị ơi, chúng ta đừng đừng chỉ nhìn thấy cái đó mà thôi, nhưng mà nhìn qua cái gì chúng ta đạt được đó. Nhìn qua đó để chúng ta thấy được cái công việc của Chúa
đã làm gì cho chúng ta để chúng ta có được cái này. Tại sao vậy? Làm như vậy giúp chúng ta biết ơn Chúa sâu xa hơn. Tại sao mình làm được cái này? Tại sao mình có được cái giỏ này? Sức khỏe ở đâu ra? Bao nhiêu cơ hội ở đâu ra? Làm sao mình được cái này? Thì chúng ta sẽ biết ơn Chúa rất là nhiều ở trong cuộc sống của mình. Rồi chúng ta đến câu câu số 3, câu số 4. Thầy tế lễ sẽ nhận cái giỏ từ tay anh em. À, như thấy thầy tế lễ sẽ nhận cái giỏ từ tay anh em. Mình thấy cái sự chuyển tiếp, nhận cái giỏ từ tay anh em và đặt trước bàn thờ của Đức Giê-hô. Ồ, cảm ơn Chúa. À, chúng ta cầu nguyện để mỗi lần chúng ta có được những cái tâm tình dâng hiến như vậy, bày tỏ lòng biết ơn chúng ta đối với Chúa như vậy, nó là một cái sự, nó thêm lên cái sự nối kết giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta phải nhớ nha, bất cứ một của dân nào chúng ta dâng hiến, chúng ta đừng làm như là cái máy, nhưng mà hãy làm trong một sự nhận biết mỗi lần dâng cái đó. Nó là một sự nối kết giữa mình với Chúa. Có cái sự nối kết đó, nó sâu nhiệm đó. Chứ đừng làm theo cái thói quen. Mình làm theo thói quen nó sẽ mất đi cái kinh nghiệm ngọt ngào tươi mới về cái sự dâng hiến của mình. À, mỗi lần cái việc tập thành cái thói quen này, mỗi lần mình dâng hiến một điều gì đó, một khoản dâng nào đó, cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa cho con kinh nghiệm như lần đầu tiên con dâng của lễ, thì mình thấy nó ngọt ngào lắm ở trong cái của dân của mình. Mình thấy giữa mình với Chúa sao mà nó nối kết sâu xa lắm. Chứ nó không chỉ đơn thuần là mình dâng cái này là xong, nhưng mà mình thấy được cái sâu xa của cái ảnh hưởng của cái việc này, cái sâu xa của cái việc mà cái của mình dâng được Chúa sử dụng để mở mang công việc của Chúa nhất. Mình sẽ thấy nó sâu xa, nó sâu sắc, nó tuyệt vời lắm. Chứ đừng để cái của dân của mình làm cũng công khó, mồ hôi nước mắt của mình, nhưng mà mình dân nó không có cái tâm tình đúng thì nó uổng đi cái của dân. Mình thấy ở đây một sự từ mình hái xong rồi mang đến rồi trao cho thầy tế lễ, và thầy tế lễ nhận cái đó và đặt trên bàn thờ. Thì tuyệt vời ha, tuyệt vời. Mình nhận lấy, mình làm xong rồi mình nhận lấy cái đó, rồi mình đem về trình dâng lên cho Chúa. Chúa ơi, đây là của mà con nhận được, đây là phần mà con nhận được, đây con làm ra bởi công sức Chúa ban cho, đây một phần mười, một phần con trích ra để dâng cho Chúa đây. Xin Chúa sử dụng như thế nào và trong ơn và quyền của Chúa, mở mang công việc của Chúa trong ý muốn của mình. Mình làm như vậy sẽ thấy được nó ngọt ngào trong của dân của mình. Đôi khi ai đó kêu gọi mình dâng hiến, cái đùng cái mình dâng rộng rãi mau mắn cũng tốt, nhưng hãy từ từ chậm đi từng bước để chúng ta thấy rằng cái của dân này nó quý như thế nào. Mình thấy được cái chỗ này không khó, mình đổ vô đây ra sao, bao nhiêu cái gì mình đổ vô đây, bây giờ Chúa sẽ bắt đầu sử dụng nó để ích lợi. Mình sẽ thấy rất là trân quý. Rồi câu số 5 là gì? Sau đó anh em thưa trước mặt Đức Giê-hô-va rằng: tổ phụ chúng con là người Aram, tức là Abraham, ông Abraham là người Aram. Tổ phụ chúng con là người Aram đã phiêu bạt xuống tại Ai Cập, trú ngụ tại đó với một số người ít ỏi, nhưng cũng từ đó đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. Quý vị thấy ha, nếu chúng ta không nhìn vô cái phước hạnh của Chúa
thì chúng ta sẽ, dân sự của Chúa sẽ nhìn thấy những ngày nhọc nhằn khốn cùng nhục nhã ở tại Ai Cập. Cho nên ở đây khi mình nhìn vô những cái kết quả mà mình dâng lên cho Chúa đó, và mình nhìn sâu vô cái kết quả đó để mình thấy lại trở về trong quá khứ, thì mình nhìn thấy những cái điểm đó để mình thấy được những cái ngược đãi của Ai Cập, những cái gì đó từ trong Ai Cập nó chẳng là gì cả. Nhìn thấy công việc của Chúa, mình nhìn thấy phước hạnh của Chúa, mình thấy không, từ một số người ít ỏi bây giờ trở nên một dân tộc lớn mạnh và đông. Mình sẽ không thấy bị cái gì đó nghẹt ngòi ở tại chỗ đây, nhưng mình thấy một cái phước hạnh mà Chúa ban cho mình. Cái câu 6 nói gì? Người Ai Cập đã ngược đãi hành hạ chúng con và đặt trên chúng con những ách nô lệ nặng nề. Bây giờ chúng con đã kêu cầu Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con. Đức Jehovah đã lắng nghe, nhìn thấy cảnh gian nan lao khổ và sự áp bức mà chúng con phải chịu. Đức Jehovah đã dang rộng cánh tay quyền năng, thực thi các dấu lạ phép màu to lớn và kinh khiếp để đem chúng con ra khỏi Ai Cập và dẫn chúng con vào xứ này và ban xứ sở đượm sữa và mật cho chúng con. Đọc đến chỗ này, quý vị thấy dân sự của Chúa từ đi từ cái chỗ một số người ít ỏi nhỏ nhoi đó trở nên một dân tộc đông lớn và mạnh, rồi đứng sống ở trong những cái ngày khốn cùng gian nan cực nhọc ở trong xứ Ai Cập nhục nhã đó. Nhưng rồi họ kêu cầu với Chúa thì Chúa đã dang rộng cánh tay quyền năng của Chúa ra để thực thi những điều lớn lạ đó. Và bây giờ làm gì? Dẫn chúng con vào xứ này và ban cho chúng con xứ đượm sữa và mật. Quý vị ơi, nếu chúng ta chỉ nhìn vào những cái gian nan khốn khó, những cái gì mà chúng ta gặp gỡ tại đời này mà thôi đó, thì chúng ta sẽ không thấy rằng là Đức Chúa Trời đã dẫn chúng ta vào một cái xứ mà Chúa đã dẫn chúng ta vào. Và tại xứ đó, Chúa cho chúng ta đầy đủ cả đượm sữa và mật. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta đem của dân đó đặt ở trước mặt Jehovah, đặt trước mặt Chúa, chúng ta nhìn vào của dân đó với một tấm lòng biết ơn, nhìn sâu vào đó chúng ta thấy được những ngày khốn khó của mình, những ngày đơn sơ của mình, những ngày chẳng ra gì của mình, rồi đi qua bao nhiêu cái gian nan ở trong cuộc đời. Rồi chúng ta cứ tiếp tục kêu cầu Chúa, bây giờ Chúa dẫn chúng ta vào trong Đấng Christ và ban cho chúng ta một xứ sở, đó là đượm sữa và mật trong. Cho nên thưa quý vị, mình ở trong Đấng Christ là một đời sống của sự sung mãn. Đối với dân sự ở đây bước vào xứ Ai Cập, bước vào xứ Canaan là một xứ đượm sữa và mật. Đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta bước vào Đấng Christ là một nơi chúng ta có ân sủng để chúng ta sống sung mãn. Bởi vì sao? Chúa đến để ban cho chúng ta sự sống sung mãn đó. Vì vậy, nếu chúng ta đang sống ở trong Đấng Christ, không kinh nghiệm được cái sự sống sung mãn, thì đó là một sự mất mát thiệt thòi cho từng đời sống của chúng ta ngay ở tại đất đức tin của mình. Vì vậy, ngày hôm nay tôi nói, nếu ngay giờ này, tôi xin quý vị dừng cái video lại, hạ lòng mình xuống đầu phục Chúa. Chúa ơi, con ăn năn với Chúa những ngày con ở trong xứ đượm sữa và mật. Con không thấy gì cả. Con không thấy là ngọt ngào. Con không thấy là sung mãn. Con không thấy là phước hạnh. Nhưng ngược lại, sao con thấy nhiều nan đề quá Chúa ơi. Nhiều khó khăn quá Chúa ơi. Nhiều áp bức quá, nhiều áp lực. Con không thấy những cái phước hạnh. Xin Chúa cho con bắt đầu thấy cái sự sống sung mãn ở trong Đấng Christ là thế nào. Đó là cái mà chúng ta bắt đầu tìm cầu với Chúa. Để chúng ta kinh nghiệm được. Nên chỉ bắt đầu bằng cái của dân đúng thái độ thôi.
Hãy bắt đầu bằng một cử dân đúng thái độ. Nếu chúng ta dâng hàng tuần thì đó là một cái cơ hội để chúng ta cứ renew lại cái kinh nghiệm này tuần. Nếu chúng ta dâng hàng tháng thì chúng ta sẽ renew những cái kinh nghiệm này tháng. Nếu chúng ta dâng mỗi 2 tuần thì chúng ta sẽ làm cái điều này mỗi 2 tuần. Chúng ta sẽ thấy thỏa lòng lắm. Đời sống đức tin của chúng ta nó nhẹ nhàng lắm. Nó nhẹ mà mình cất cánh bay cao mà. Mà nhiều khi cái đó nó là kinh nghiệm nói không ai hiểu. Cho đến khi mình thật sự mình kinh nghiệm mình mới biết được cái đó. Mà nói nhiều quá thì người ta coi là khoe khoang. Nhưng mà thưa quý vị, đó là một cái kinh nghiệm mà chỉ có khi mình ý thức và mình thực hiện đúng với một cái tâm tình đầu tiên là khởi điểm bằng cái của lễ dân. Và mỗi lần như vậy nó ngọt ngào cho cuộc đời. Hãy bắt đầu tập tành cái kinh nghiệm để rồi mình thấy rằng cuộc sống của mình đối với Chúa nó tươi mới lắm, nó gần gũi lắm, nó thiết tha lắm, nó mật thiết lắm. Nhiều khi mình cũng chẳng cần bất cứ thứ gì khác ngoài cái mối liên hệ giữa mình với Chúa mà thôi. Nên nhờ ơn Chúa, chúng ta nhìn vào chỗ này để chúng ta tập tành cho mình một cái nếp sống gần gũi với bàn thờ. Bởi vì sao? Chúng ta đâu cần phải đi đến một cái đền thờ nguy nga rộng rãi để mình làm những cái chuyện này đó. Như tôi đang làm cái việc này, tôi cũng cần một cái nơi gì cả. Cái nơi nào đó yên tĩnh giữa mình với Chúa là đủ rồi. Không cần sang trọng, nguy nga, lịch gọi là gì đó rạng rỡ gì cả. Đơn sơ thôi. Tấm lòng của chúng ta mở ra với Chúa là đủ. Câu số 10 dạy như thế này. Lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ con xin dâng lên Ngài những sản phẩm đầu mùa từ mảnh đất mà Ngài ban cho chúng con. Ồ, thưa quý vị, ngày hôm nay mình cầm của lễ đó. Ngày hôm nay mình cũng không cầm của lễ làm gì nữa. Mình cũng không cần ký chép, cứ gieo thôi. Phải không? Trước khi mình gieo, mình làm cái gì? Bây giờ con xin dâng lên Ngài sản phẩm đầu từ mảnh đất Ngài ban cho con. Bây giờ mình làm gì? Mình bắt đầu mình gieo: Chúa ơi, bây giờ con dâng lên cho Ngài tất cả những gì Chúa ban cho con, từ trong công việc, từ trong chuyện này, từ trong cái kia. Con cho thuê cái nhà, con được cái này, con làm cái này, con được cái này, con bán cái này, con được cái này. Bây giờ con xin dâng nó lên cho Chúa. Còn nói xong làm gì? Bấm nút send đi phải không? Đúng rồi. Nhưng mà ở đây nói gì? Nói xong anh em đặt lễ vật đó trên bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va làm gì? Sắp mình xuống và thờ phượng. Sắp mình xuống và thờ phượng. Có nào mình gieo xong rồi mình đứng dậy mình đi, mình tắt máy mình đi không? Mình có bao giờ mình gieo xong cái mình sắp mà mình xình xuống mình thờ phượng Chúa? Sao bây giờ mình gửi cái chắc đi xong mình sắp mình xuống mình thờ phượng Chúa? Có bao giờ mình bỏ cái mình xách cái bào thư mình bỏ vô trong cái hộp tiền dân rồi mình sắp mình xuống mình trong nhà thờ, các lẽ mình không sắp mình xuống mình show up tao phải không? Mình có cái tâm lòng thờ phượng Chúa, hay là tới cái giờ dâng hiến mở đại cái bóp ra lục đại mà cảm nhận, bóc đại một vài đồng thì vô. Mình chẳng bao giờ kinh nghiệm, chẳng bao giờ kinh nghiệm Chúa qua cái cách dâng hiến. Cho nên cái thái độ của chúng ta dâng hiến như thế nào, đặt lễ vật đó trên bàn trước mặt Đức Giê-hô-va và sắp mình xuống, thì chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ xây dựng cho mình một cái mối liên hệ với Chúa rất là đặc biệt, rất là ngọt. Đó là ích lợi cho chúng ta chứ không phải ích lợi gì cho ai. Đằng nào cũng dâng, nhưng mà dâng đúng thái độ chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh gấp bội phần. Câu 11. Rồi anh em hãy cùng với người Lê-vi và các ngoại kiều đang sống giữa anh em ăn mừng về các phước lành mà Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho anh em và gia đình. Phước hạnh không? Ăn mừng những
ăn mừng về các phước lành. Ăn mừng về các phước lành của bạn. Nhiều khi ăn mừng về sự thành công của mình, ăn mừng về những cái đạt được này của mình, ăn mừng chuyện này, ăn mừng chiếc xe, ăn mừng cái này, cái kia, cái nọ. Ăn mừng về việc học hành ra trường, ăn mừng sinh nhật, ăn mừng nhiều thứ. Nhưng tất cả những điều đó mà chúng ta không kể nó là phước lành Chúa ban cho, thì tất cả sự ăn mừng đó nó chỉ là những cái ăn mừng của xác thịt mà thôi. Còn xin Chúa cho chúng ta mỗi khi chúng ta ăn mừng về việc này, việc kia đó, thì hãy hiểu được rằng đó là phước Chúa ban, chứ không phải là những gì do công khó của mình, do cái khôn ngoan của mình, do mình tạo nên, do mình đạt được. Nhưng hãy ăn mừng với nhau về những phước lành Chúa ban cho. Đừng ăn mừng với nhau về những gì do chính mình đạt được hay là do người khác đã ban cho mình, được không? Hãy ăn mừng với nhau về các phước lành. Bởi vì sao? Tại chỗ đó chúng ta được gây dựng, tại chỗ đó chúng ta được trưởng thành, tại chỗ đó chúng ta cùng nhau kinh nghiệm Chúa, tại chỗ đó chúng ta cùng nhau hiểu được công việc mầu nhiệm của Chúa như thế nào. Ở đây chúng ta thấy ăn mừng với ai? Ăn mừng với người Lê-vi, ăn mừng với người ngoại kiều sống giữa dân sự. Người Lê-vi là những người được biệt riêng ra, họ không có gì. Họ không có gì cả, họ sống bằng của lệ, bằng của dân. Họ không có gì cả. Rồi người ngoại kiều sao? Họ cũng không có gì cả. Họ cũng sống như vậy. Cho nên ăn mừng với những người đó vì những phước hạnh Chúa ban để làm gì? Để chúng ta cùng kể nhau nghe một Đức Chúa Trời, một Đức Giê-hô-va đang thật sự sống động ngay giữa sinh hoạt của cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta chưa có những cái ăn mừng như vậy thì bắt đầu để mình cùng trưởng thành với nhau ở trong đời sống theo Chúa của mình. Câu số 12 như thế này. Vào năm thứ ba, tức là năm nộp thuế một phần 10, anh em trích một phần 10 hoa lợi đem đến cho người Lê Vi, ngoại kiều, trẻ mồ côi và người quá buồn để họ được ăn no đủ trong thành của anh em. Có nghĩa là cứ mỗi 3 năm, năm thứ ba chứ, cứ năm thứ ba đó, thì sau 2 năm đến năm thứ ba, thì tất cả con dân của Chúa phải trích ra một phần 10 ở trong 3 năm đó, trong 2 năm đó. Để làm gì? Để mang một phần 10 hoa lợi đó do đem đến cho người Lê Vi, ngoại kiều, trẻ mồ côi và người quá bụa. Họ là những thành phần được sống trong cái cách này, trong cái hoa lợi, để họ được ăn uống no nê. Và người Hoa Kỳ ở đây cũng áp dụng cái này, và nó đã trở nên một cái gọi là chủ nghĩa xã hội đó. Có nghĩa rằng là để ý quan tâm đến những người này, những thành phần này. Rồi đến một cái giai đoạn hiện tại, nó bị lạm dụng đi. Nó bị lạm dụng đi, cho nên cái từ, cái chủ nghĩa xã hội hiện tại bây giờ nó bị lạm dụng. Còn cái chủ nghĩa tư bản đó, thì nó giúp cho dân sự của Chúa, con người, dân ở trong đất, một đất nước tự vươn lên và tự sống và tự đứng trên chân của mình và tự làm sự kinh tế. Họ cái chủ nghĩa tư bản là họ nâng đỡ một lúc đầu để rồi làm gì, để mình tự đứng trên chân của mình và đi tới và xây dựng gia đình, xây dựng chính mình và xây dựng quốc gia ở trong cái chủ nghĩa tư bản đó. Nhưng còn chủ nghĩa xã hội đó thì làm sao? Thì một phần của chính phủ phải đổ ra để cung cấp cho những người này, những cái người mà như là ngoại kiều, trẻ mồ côi, người quá bụa đó, họ không có một cái cơ sở, không có cái chỗ để họ sinh sống đó, cho nên từ đó nó bị lạm dụng đi. Đây là những gì Chúa dạy, nhưng mà đây đến một cái xã hội mà nó không còn trung thực nữa, thì tự nhiên cái chủ nghĩa xã hội bị lạm dụng.
Cho nên khi bị lạm dụng như vậy và mình thấy chỗ hiện tại nó tạo nên xã hội hiện tại, nó tạo nên một cái tệ nạn. Và chính cái tệ nạn đó đôi khi mình gọi là ăn cắp một cách rất là hợp pháp, đơn giản như vậy. Nên ở đây rõ ràng là cứ mỗi dân sự của Chúa, cứ mỗi 2 năm đến năm thứ ba lấy 1/10 ở trong hoa lợi của mình trong mấy năm đó, gom lại để đem cho những cái thành phần không có sản 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 nghiệp để làm lợi cho mình, không có khả năng để làm để gọi là sản làm kinh tế đó để nuôi nuôi dưỡng đời sống, thì họ sống vào một nhờ vào một cái phần mười này. Đó là cái điều Chúa dạy để họ được no đủ ở trong thành, không bị ai túng, không bị ai đói. Đó là cách của Chúa. Ngày hôm nay thì mình bị lạm dụng thì nó sẽ khác. Nếu không lạm dụng, chủ nghĩa này luôn luôn đúng và luôn luôn ích lợi và luôn luôn kết quả tốt. Và mình cũng thấy cái hình ảnh này, mình cũng thấy ở trong vòng anh em của mình, trong vòng anh em trong đức tin hầu như mình đều làm vậy cả. Nhưng mà làm điều này nó không phải kiểu của bố thí ở bên ngoài hay làm từ thiện ở bên ngoài, nhưng mà mình làm điều này cho anh em của mình ở trong đức tin. Nên Gia Cơ nói rất là rõ, làm gì làm phải ưu tiên cho anh em của mình trong đức tin trước cả. Đó là cái điều mà phải để ý ở trong cái sinh hoạt đặc biệt này. Câu 13, và anh em sẽ đến trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời mà thưa rằng con đã đem một phần việc riêng trong nhà đến cho người Lê-vi ngoại kiều trẻ mồ côi và người có bụa theo mọi mệnh lệnh mà Ngài đã phán dặn chúng con. Chúng con không vi phạm hoặc quên một mệnh lệnh nào của Ngài cả. Chỗ này tuyệt vời ha. Chúng con không ăn phần riêng biệt đó trong lúc tang chế. À, quý vị tại sao? Có nghĩa rằng là trong lúc tang chế họ không lạm dụng cái phần đó. Có nghĩa là phần đó được biệt riêng ra để dành cho cái năm thứ ba đem đi dâng đó. Thì bây giờ biệt riêng ra mà trong lúc gọi là túng ngặt chút cái mình lấy cái đó mình sử dụng. Không, ở đây dân sự của Chúa không làm vậy. À, rồi cũng không đụng đến khi chúng con không thanh sạch. Có nghĩa rằng là khi họ ở trong một cái chỗ mà không, cái giai đoạn không thanh sạch thì cũng không đụng đến cái của lễ đó. Rồi gì nữa, và cũng không dùng nó cúng cho người chết. Cho nên nó cũng không phải là cái gì nó gọi là thừa thãi nữa, nhưng mà nó là một của riêng được biệt riêng ra hoàn toàn. Chứ không phải mình dùng cái kiểu mà second hand, mình đằng nào mình cũng bố thí cho người ta, cho nên thôi kệ mình cứ dùng tạm cái đi rồi xong rồi tới giờ bố thí mình cũng mang nó mình đi bố thí cho ai biết đâu. Nhưng mà ở đây dân sự của Chúa phải xác định một cách rất là rõ ràng là cái chuyện này nó hoàn toàn biệt riêng ra, không có một cái gì gọi là đụng đến hoặc là lạm dụng trong cái vấn đề của lễ này cả. Chúng con vâng lời Jehovah Đức Chúa Trời của chúng con và làm đúng mọi điều này đã phán dặn từ nơi ngự thánh của Ngài trên chốn trời cao. Xin Chúa đối xem và ban phước cho dân sự của Israel của Ngài, cho sứ đượm sữa và mật mà Ngài đã ban cho chúng con như Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng con. CEO sau khi làm như vậy cầu nguyện, dâng cái phần 10 trong 3 năm thứ ba đó dâng lên và cầu nguyện xác định lại của lễ này là một của lễ hoàn toàn được biệt riêng ra, nó không được lạm dụng nó ở trong cái của lễ này, và cứ dâng dâng cho người Lê-vi để sử dụng người ngoại kiều trẻ mồ côi và người có bụa để cung cấp cho những người này. Và bởi vì làm việc đó cho nên từ nơi ngự thánh của Chúa, xin Chúa đối xem và ban phước cho dân Israel của Ngài và ban phước cho sứ đượm sữa và mật Ngài đã ban cho chúng con. Khi thấy đó, khi mình vâng lời của Chúa thì cái lời cầu nguyện này
thì sẽ chắc chắn sẽ được Chúa đáp đáp lời. Bởi vì mình vâng theo mọi điều không sai, mà không lạm dụng và không làm trật những gì Chúa phán dạy, thì chắc chắn là từ nơi ngự đó Chúa sẽ đối xem, Chúa sẽ ban phước không những cho dân sự nhưng mà ban luôn cho cái xứ sở của họ nữa. Có nghĩa là gì? Không những chúng ta vâng lời Chúa ở trong cuộc sống mình hàng ngày, không những Chúa ban cho phước cho chính mình, nhưng Chúa còn ban phước cho công việc của mình, ban phước cho tài sản của mình, ban phước cho xe cộ của mình, ban phước cho nhà cửa của mình, rất nhiều thứ Chúa ban phước cho, kể cả sức khỏe của mình. Nên Chúa sẽ thực hiện điều đó khi chúng ta thật sự vâng lời Ngài. Tiếp tục ở trong câu 16 như sau: Hôm nay Jehovah Đức Chúa Trời của anh em truyền bảo anh em phải tuân giữ các luật lệ và mệnh lệnh này. Anh em phải cẩn thận tuân giữ tất cả, tuân giữ với cả tấm lòng và linh hồn. Hôm nay anh em tuyên nhận rằng Jehovah Đức Chúa Trời của anh em rằng anh em sẽ đi trong đường lối Ngài, gìn giữ các luật lệ, điều răn và mệnh lệnh Ngài và lắng nghe tiếng Ngài. Hôm nay Đức Giê-hô-va cũng thừa nhận anh em là một dân thuộc quyền sở hữu của Ngài như Ngài đã phán với anh em. Và anh em sẽ gìn giữ tất cả điều răn của Ngài để Ngài làm cho anh em được khen ngợi, danh tiếng tôn trọng và vượt trên mọi dân tộc đã tập dựng, và anh em trở nên một dân tộc thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời của anh em như Ngài. Cảm ơn Chúa vì dân sự của Chúa ngày hôm nay, cho thấy rằng là ở đây là gì? Hôm nay Jehovah Đức Chúa Trời của anh em truyền bảo cho anh em phải tuân giữ các luật lệ và mệnh lệnh này, và cẩn thận tuân giữ với cả tấm lòng và linh hồn. Hôm nay anh em tuyên nhận rằng Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đi trong mọi đường lối của Ngài, để gìn giữ các luật lệ, điều răn, mệnh lệnh của Ngài, lắng nghe tiếng của Ngài. Có mấy chữ hôm nay quý vị để ý. Hôm nay câu 16 nè, hôm nay rồi ở trong câu 17 nè, hôm nay ở trong câu 18 nè, hôm nay Đức Giê-hô-va thừa nhận anh em. Quý vị thấy không? Chữ hôm nay đầu tiên là Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho anh em phải tuân giữ. Rồi câu 17 là hôm nay anh em tuyên nhận rằng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của anh em, rằng anh em đi trong đường lối Ngài. Cái chữ hôm nay đầu tiên là gì? Cái chữ hôm nay đầu tiên là xác định lại là đây là những gì Đức Chúa Trời truyền bảo, luật lệ của Đức Chúa Trời, mệnh lệnh của Đức Chúa Trời truyền bảo, để cẩn thận làm theo và cả tâm lòng của mình xác nhận điều đó. Và câu 17, cái hôm nay thứ nhì đó là hôm nay anh em tuyên nhận rằng Đức Chúa Trời là Chúa, là Đức Chúa Trời của anh em, Jehovah là Đức Chúa Trời của anh em, và sẽ đi ở trong đường lối của Chúa, gìn giữ tất cả những điều đó. Câu 18 là gì? Hôm nay Đức Jehovah cũng thừa nhận anh em. Biết không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng quý vị và tôi, khi chúng ta đón nhận mệnh lệnh của Chúa và cẩn làm theo, và chúng ta xác định là rằng chúng ta sẽ đi trong đường lối của Chúa và vâng giữ tất cả những mệnh lệnh của Chúa cho đời sống của mình, và gìn giữ mọi điều răn của Chúa, thì chính Chúa cũng xác nhận, thừa nhận rằng chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là tiễn dân của Ngài, chúng ta được sống ở trong cái quyền sở hữu của Chúa, và chúng ta sẽ được sống ở trong sự gìn giữ và bảo bọc của Chúa, và chính Chúa sẽ làm cho chúng ta được ngợi khen, chính Chúa sẽ làm cho chúng ta được tôn trọng, chính Chúa sẽ làm cho chúng ta có một cái chỗ đứng vững vàng ở giữa mọi dân tộc mà Ngài đã dựng nên ở giữa đất. Chúng ta kinh hoàng không? Bao nhiêu dân tộc cũng cần biết, nhưng khi chúng ta vâng phục Chúa, khi chúng ta đầu phục Chúa, thì chúng ta thuộc về quyền sở hữu của Chúa ngay tại đó. Có một đặc trưng chỉ bàn cho chúng ta. Chúng ta trở nên một dân tộc thánh cho Chúa ngay tại đó. Đó là một cái điểm đặc biệt mà tất cả chúng ta cần phải thấy và hiểu biết được điều này ở trong đời sống của mình. Nếu không, chúng ta sẽ rất là
nhạt nhòa trong cái tâm tình giữa chúng ta với Chúa. Cầu nguyện để chúng ta sống đúng với cái chỗ hôm nay đó, ba cái hôm nay. Hôm nay thứ nhất là nói đến cái việc chúng ta sẽ cần phải nhận lấy mệnh lệnh của Chúa. À, truyền bảo hôm nay Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, truyền bảo anh em, nhận thấy Chúa truyền bảo chúng ta. Ngày hôm nay nè, hãy biết được Chúa bảo mình phải làm cái gì. Và cẩn thận làm theo điều đó bằng cả tấm lòng và linh hồn của mình. Và chính hôm nay chúng ta, một khi chúng ta thừa nhận cái điều đó và xác định lại rằng chúng ta sẽ đi trong đường lối của Chúa, vâng giữ tất cả những điều đó, thì chính hôm nay Jehovah Đức Chúa Trời cũng thừa nhận chúng ta là tuyển dân của Ngài, dân tộc được ở trong ánh sáng của Chúa và ở trong sự cái sự bảo bọc của Chúa, trong sự gìn giữ của Chúa, bởi vì chúng ta đặc biệt quá. Cảm ơn Chúa. Thôi, hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta vừa đọc xong đoạn số 26, bây giờ đọc lại nhau. Khi anh em đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp, đã sở hữu và ở trong đất đó rồi, thì anh em phải lấy một phần thổ sản đầu mùa thu hoạch được từ miền đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho anh em, bỏ vào một cái giỏ và đem đến địa điểm mà Đức Jehovah sẽ chọn cho danh Ngài ngự. Anh em sẽ đến gặp thầy tế lễ đương nhiệm và nói rằng: hôm nay tôi xin thưa với Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta rằng tôi đã vào miền đất mà Đức Jehovah đã thề với tổ phụ chúng ta là sẽ ban cho chúng ta. Thầy tế lễ sẽ nhận cái giỏ từ tay anh em và đặt trước bàn thờ của Jehovah Đức Chúa Trời của anh em. Sau đó anh em phải thưa trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời rằng: tổ phụ chúng con là người Aram đã phiêu bạt xuống Ai Cập, trú ngụ tại đó với một số người ít ỏi, nhưng cũng từ đó trở thành một dân tộc lớn và mạnh. Đông người Ai Cập đã ngược đãi hành chúng con và đặt trên chúng con ách nô dịch nặng nề. Bấy giờ chúng con đã kêu cầu Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con. Đức Jehovah đã lắng nghe và nhìn thấy cảnh gian nan, lao khổ và áp bức mà chúng con phải chịu. Đức Jehovah đã dang rộng cánh tay quyền năng, thực thi các dấu lạ phép màu to lớn và kinh khiếp để đem chúng con ra khỏi Ai Cập, dẫn chúng con vào nơi này và ban xứ sở đượm sữa và mật này cho chúng con. Lạy Đức Jehovah, bây giờ chúng con xin dâng lên Ngài những sản phẩm đầu mùa từ mảnh đất mà Ngài đã ban cho chúng con. Nói xong, anh em đặt lễ vật đó trên bàn thờ trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời và sắp mình xuống thờ phượng Ngài. Rồi anh em cũng sẽ cùng với người Lê-vi và các ngoại kiều đang sống giữa anh em ăn mừng về các phước lành mà Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho anh em và gia đình anh em. Vào năm thứ ba, tức là năm nộp thế một phần mười, anh em trích một phần mười hoa lợi đem đến cho người Lê-vi, ngoại kiều, trẻ mồ côi và người quá bụa để họ được no nê trong thành của anh em. Và anh em sẽ đến trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời mà thưa rằng: chúng con đã đem một phần việc riêng trong nhà đến cho người Lê-vi, ngoại kiều, trẻ mồ côi và người quá bụa theo mệnh lệnh đã phán dặn chúng con. Chúng con không vi phạm hoặc quên một mệnh lệnh của Ngài cả. Chúng con không ăn phần việc riêng đó trong lúc tang chế, không đụng đến nó khi chúng con không thanh sạch và cũng không dùng nó mà cúng cho người chết. Chúng con vâng lời Jehovah Đức Chúa Trời của chúng con, làm đúng mọi điều Ngài đã phán dặn từ nơi ngự thánh của Ngài trên chốn trời cao. Xin Chúa đón xem và ban phước cho dân Israel của Ngài, cho xứ đượm sữa và mật đã ban cho chúng con như Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng con.
Hôm nay Jehovah Đức Chúa Trời của anh em truyền bảo anh em phải tuân giữ các luật lệ và mệnh lệnh này. Vậy anh em phải cẩn thận tuân giữ với tất cả tấm lòng, linh hồn mình. Hôm nay anh em tuyên nhận rằng Jehovah Đức Chúa Trời của anh em rằng anh em sẽ đi ở trong đường lối Ngài, gìn giữ các luật lệ, điều răn và mệnh lệnh Ngài và lắng nghe tiếng Ngài. Hôm nay Đức Giê-hô-va cũng thừa nhận anh em là một dân thuộc quyền sở hữu của Ngài, như Ngài đã phán với anh em, và anh em sẽ gìn giữ tất cả các điều răn của Ngài để Ngài làm cho anh em được ngợi khen danh tiếng và tôn trọng vượt trên mọi dân tộc mà Ngài đã tạo dựng, và anh em trở nên một dân tộc thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em như Ngài đã phán. Thưa Chúa, chúng con rất là vui và thỏa lòng khi chúng con đọc và suy gẫm xong đoạn số 26. Chúa tiếp tục thương xót thăm viếng chúng con. Thánh Linh của Đức Chúa Trời tiếp tục hành động và làm việc sâu xa trong lòng của chúng con. Và bởi danh của Đức Chúa Giêsu Christ và bởi huyết của Chúa Giêsu Christ, Chúa tiếp tục thanh tẩy chúng con và mang chúng con vào trong sự hiện diện của Ngài. Cảm tạ Chúa rất là nhiều. Ôi Cha yêu dấu, chúng con xin Ngài đón xem và nhận lấy lời cầu xin của chúng con, và đặc biệt nhận lấy lời cầu xin của Đức Chúa Giêsu Christ hằng cầu thay cho chúng con mỗi ngày. Cảm tạ Chúa vô cùng, con dâng phó tình chúng con và lời này ở trong ơn và quyền của Chúa. Nguyện Cha Thánh Ngài ghi tạc những điều đó và khiến nó trở nên những cái phẩm chất trong đời sống của chúng con cả ngày hôm nay. Tạ ơn Cha rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúa ban phước cho. Hẹn gặp lại quý vị vào đoạn số 27.